Và em xin kính chào anh Tiến Luật. Chào em. Em tên là Nguyễn Hữu Lợi. Em sinh ra ở mảnh đất Nha Trang. Và quê mẹ em là ở quận 5. Nhưng mà mẹ em thương ba em quá cho nên là em sống tuổi thơ ở Nha Trang. Công việc hiện tại của mình là gì? Dạ, quá khứ là em làm thiết kế bối cảnh cho TVC quảng cáo. Thì bây giờ em chuyển lên cũng TVC quảng cáo nhưng mà em làm sản xuất chương trình. Producer rồi hả? Dạ dạ. Rồi, mời bạn. Dạ, em xin chào anh Trường Giang, anh Trấn Thành và anh Tấn Lực và toàn thể quý khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Lê Bạch Long, quê em ở Hậu Giang. Hôm nay là em đi phụ cho anh Hữu Lợi. Rồi, mình thi nha. Dạ chưa. Để trong kia thở không được đó. Dạ em có hai quà tặng luôn á. Tại vì em thứ nhất là một bức tranh. Em từ lúc mà cách đây thông báo đậu cast 10 ngày trước á, là em bỏ ra một đêm 3 tiếng để em vẽ 3 bức tranh tặng anh. À tranh chứ không phải người. Giang làm hết rồi. Dạ em xin tặng anh Luật trước nha. Dạ. Dạ tại anh Luật lớn tuổi. Wow. Dạ. Quá dễ thương. Để đó tôi. Từ từ khoan, để tôi xuống. Ê, để tôi xuống. Cái hình đó có bông rồi, bây giờ nhan nữa là số 1 à. Đây đó tôi biết tôi xuống nè. Trời ơi, duyên quá. Để hoa, trời cái này mà thi vòng 1 là chết rồi thiệt. Thấy không, thi vòng 1 nè. Dạ em có cái này em tặng Luật. Đưa tấm hình, đưa bó bông, đưa cây nhang lên. Trời ơi, tôi không cười, tôi làm cô mấy bạn lên, tôi nói thiệt. Rồi, tiếp tục. Dạ. Ôi, dở quá trời. Dạ em xin cảm ơn anh Luật. Thấy không, em đây em sẽ không làm gì bậy bạ hết. Em đang tặng cho anh hình, anh Luật tấm hình. Và đây là bó hoa em gửi anh. Còn nhang này là anh có về, anh đi chùa. Vậy thôi, đúng không? Mình đâu nói gì bậy đâu, ai cũng nghĩ gì nghĩ. Rồi. Dạ. Em, bây giờ em cầm hình anh Luật, phải cầm vậy nè. Đúng rồi. Có hình anh Thành trong này nữa. Hình anh Thành em chơi nhân phanh nha cưng. Em nào đốt lâu lâu đó. Bởi vì anh Thành là em út cho nên là em tặng anh ba Trường Giang trước nha. Ba Trường Giang trước rồi Thành bỏ vô hũ ha. Vẽ Trường Giang là có cho giảm cân trước rồi nè. Đâu có mặt vậy mà. Gọn gàng hay sao? Dạ không, cái này là 6 tháng trước mà. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Ủa, đẹp quá, không có đẹp thiệt luôn á. Dạ cái này là em dùng kỹ thuật bút chì kim á, nghĩa là khi mình học đại học mỹ thuật á là thầy cô cấm đứa nào vẽ cái này sẽ bị rớt. Tại sao vậy? Nhưng mà em với hai bạn duy nhất nữa là tại bút chì kim là cái bút chì không phải để vẽ. Đúng rồi, là nó đi lại cái ngành mỹ thuật luôn á. Mà tại sao em lại vẽ đẹp ra như vậy? Vậy là em là thí sinh duy nhất được chấm đậu là bút chì kim, thầy cô không chăng. Quá xuất sắc của anh, nói thiệt em quá xuất sắc. Không, cái hình của tôi giống. Cái hình Lực không giống tại cái mặt đó khó vẽ. Không giống, giống. Giống á. Má anh còn nhìn ra cái hình này mà, em yên tâm. Rồi nè, tới cái hũ nè. Cái này cười chết luôn rồi, trời ơi trời. Thực ra là em nghĩ là anh Thành giống nhất chứ. Đó. Khoan em ơi, khoan em, từ từ em, có nhạc đàng hoàng cưng. Muốn nhớ cái gì á, hình bà là tại sao không diễn vòng 1, vòng 2, vòng 3. Cái này nó quá vui. Không, cái hình tôi giống chứ bộ. Cái này nó quá vui mà, tại vì nó rất là chân thành. Tại vì tụi em tặng tụi anh thiệt. Nó quá vui, ai muốn nghĩ cái gì nghĩ. Thôi vậy bây giờ lấy lại đi rồi mình diễn được không? Bài ơi. Cái này chưa giống lắm. Của cái hình tôi giống nhất. Giang giống nhất. Tiếng Luật là chất quốc luôn á. Thì đó cái... Tại sao cái nét, mỗi người nó cái nét. Đúng rồi, cái dòng giống là mới mau đi thôi, chứ còn không giống không có đi. Vậy anh. Giống nó linh nghiệm hơn. Anh ơi, phải kèm thêm cái này nữa anh. Cảm ơn em nhiều. Có nhạc nền đồ không em? Dạ có chưa, có nhạc nước nhớ nguồn đồ không? Bữa nào ba đứa để ba tấm hình gần nhau. Đó, nói cái miệng hay lắm. Hai thằng để thôi, tao trên này. Thôi tiếp tục đi. Quá trời uổng. Cái này mà vòng 1 là vòng 2 hay là thắng rồi. Em sáng tác một cái bài Toàn Cổ Giao Duyên và tụi em hát chung với nhau. Là thi hay là hát chơi? Dạ hát tặng chương trình Thách Thức Danh Hài. Trời ơi cái Ê, này mà tặng nhiều ha. Cái này mà vui luôn là kỳ lắm nha. Dạ chấp nhận mà. Tự nhiên thật ra là em muốn cho nhiều hơn là em nhận. Trời ơi thì hay quá, quá dễ thương.
Có mang tiền theo nhiều không? Dạ thực ra là đối với em thì từng nghệ sĩ hài, tại em coi hài là không không nghĩa là chương trình hài ở Việt Nam sản xuất không không kịp cho em coi. Em coi từ hài từ thời đầu tiên anh Thành Lộc diễn năm 15 tuổi. Mê tới giờ. Dạ, hỏi là rồi. Có mang tiền theo cho người không? Dạ có, dạ không. Ừ, thông minh đó. Thấy cho nhiều hơn nhờ. Cái gì phát bớt cho mọi người ở đây. Ta ngồi từ sáng giờ cũng mệt. Tân cổ giao duyên bắt đầu. Thế thương danh hài, tình yêu dành cho cuộc sống. Thế thương danh hài, tình yêu gọi đến mỗi nhà. Và một ngày rất xinh, và tình mình còn rất trong. Yêu mãi chân thành, yêu quá trường gian. Thêm yêu tiến luận và càng thương điên quân. Ngày đẹp trời trong thanh gió mát, điền quân mở rộng vòng tay đón chào bà con cô bác. Từ Bắc ra Nam đi thì thách thức danh hài, bày tỏ tài năng người người trổ tài hề. Ca múa ghẹo treo để lấy tiếng cười của hai danh hài tài năng xinh đẹp Trường Giang Trấn Thành cùng toàn thể bà con lăn lóc cả ngày đêm trên trường quay để mong lấy được niềm vui và hạnh phúc. Thấy thương danh hài, tình yêu dành cho cuộc sống. Thấy thương danh hài, niềm vui gọi đến mọi nhà. Đầu tư dễ sợ. Đầu tư quá, quá đầu tư mà hát hay luôn. Rồi, giờ diễn phải vui nha. Làm ơn vui đi. Tự nhiên lúc này tự nhiên cái nó không sao không sao, cứ vui vẻ. Tụi này rất là vui. Dạ, ba tấm ảnh rồi. Dạ chúc. Dạ tụi em trước khi đó thì cho em một phút để chuẩn bị nha. Em muốn mấy phút cũng được. Trời, anh nhận tấm hình của em rồi, dễ gì em. Rồi, bắt đầu nha. Bắt đầu chưa? Dạ rồi. Rồi, 60 giây, bắt đầu. Giải chạy marathon lần thứ tư đã vào vòng chung kết. Xin mời các vận động viên vào vị trí. Vào vị trí. Chuẩn bị. Sẵn sàng. Xin mời đại diện nhà tài trợ công ty phân bón mãi thơm, thuốc trừ sâu mãi sống. Bạn đã chiến thắng vang dội. Thông minh, chịu, thông minh. Anh cái này có phải gì bức tranh không vậy? Không. Mà đáng lẽ là cái ông này là phải làm giống cái ông này mới cười. Em là không có đủ cái độ nhiệt tình, em phải thấy cái bạn này không? Thấy không? Người ta cười là cười cái gì? Để vô vị trí rồi ông cố nội MC đi đọc. Cảm ơn nhà tài trợ. Ta chung có bao giờ phải không? Bạn này vừa xong có là hí khích. Thấy không? Lên cao như vậy thì em phải làm nhiệt tình như bạn này, có nghĩa là hai vận động viên đứng mà hầu ngồi sụi luôn á, hiểu không? Thì nó có duyên. Phải làm phải không? Nhiệt tình hơn. Hợp lý. 2 triệu. Được không? Bây giờ em giải thích nha. Thì thực ra là không giải thích như hài. Dạ không không, em nói cái tâm lý, em không nói cái đoạn tiếp theo là cái mấy tiết mục và em tính thì cái này nó 104 đoạn cười. Mà em không ngờ là cái đến đoạn này cười rồi. Bây giờ còn 3 cái nữa. Em nói là Trấn Thành dễ dãi hả? Không không, em rất sợ là em diễn cái cuối là bị bắt mặt. Cái mặt của em là đại phu Trấn Thành bắt rồi. Bụp 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 bụp. Cái vô nữa. Ồ cái nó cũng vậy luôn, em sợ vậy thôi. Không có đâu em, cái đó là nó đang vô cái luồng cười mà. Bây giờ vậy nè. Anh nói cho em nghe, bây giờ cái gây hài của em nó nằm ở trong cái chỗ hai vận động viên này mỏi mệt đúng không? Là cho MC này cho đọc hoài đúng không? Cái hãng tài trợ nữa. Bây giờ em làm sao em nhây thiệt nhây. Rồi hai đêm diễn hình thể sao cho thiệt là có duyên cười nữa, bảo đảm. Đang vô cái hệ cười mà cứ. Vậy cho em chỉ bằng này chút xíu chỉ nha. Đi. Hay đó, tôi thích đó.